Sưởng gỗ Gia Gốc Mộc Lam Huy xin chào. Vâng, đây clip này Mộc Lam Huy giới thiệu đến quý vị về chiếc kệ TV cột nho 2m4, chất liệu gỗ gõ đỏ tự nhiên 100%. Và đây là sản phẩm có giá là 9,3 triệu tại xưởng sản xuất của Mộc Lam Huy, với chất liệu là gỗ gõ đỏ tự nhiên 100%, trên dưới trong ngoài, mặt trước mặt sau. Vâng, dàn mặt vén thì như quý vị thấy, dàn mặt vén thì cây lựa khá là đồng đều, khá là đẹp quý vị nhé. Đó, dàn mặt vén thì đều là dàn mặt vén dạng khung tranh và khung tranh một lá. Vâng, chạ hông cũng vậy, hông cũng là khung tranh một lá. Với cái dàn khuôn bao ở bên ngoài thì được làm với cái độ dày là 2/2, và cái lá trong này ở khuôn bao trong được làm với độ dày là 1/2. Về mặt tiền trước thì như quý vị thấy, đây là mẫu kệ TV cột nho, thì đây hai cái cột này chính là hai cái tên của sản phẩm quý vị nhé, là cái cột được cột nho con sóc rất là đẹp, và các dàn cánh thì bốn cánh đục theo kiểu tứ quý bốn mùa, cúc trùng trúc mai đó, tượng trưng cho bốn mùa thịnh vượng. Và các cái bản cánh ở đây là các cái bản cánh làm cong quý vị nhé, cánh cong đó, rất là đẹp. Chiếc cây TV này thì được thiết kế ở phần giữa lõm xuống quý vị nhé, hai bên thì nhô cao, và cái khoảng trống ở đây là 1m24. Quý vị có thể cân đối về cái mẫu kệ TV này để mua những cái TV làm sao đó cho nó phù hợp. Vâng, cái dàn đình cũng làm cong luôn, cái dàn đình cũng làm cong, và cái lắp hộp kéo cũng cong theo quý vị nhé. Đó, lắp hộp kéo cũng cong theo, đó, rất là đẹp. Vâng, giá thì chỉ có là 9,3 triệu thôi cho một sản phẩm chất liệu gỗ gõ đỏ tự nhiên 100%. Và quý vị có nhu cầu thì xin liên hệ trực tiếp với xưởng gỗ của Mộc Lam Huy qua hai số điện thoại là 0948 086 889, và một số nữa là 0961 989 990. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video này. Xin chào và xin hẹn gặp lại.